Rồi, xin chào mọi người nha. Sáng nay Trịnh đang chia sẻ cho mọi người xem một cái cam mai dán huyền. Cái này là dán trực huyền nha mọi người. Coi hiện tại là nó cao 65, lên tới đỉnh ngọn. Còn cái tán huyền của nó từ cái đỉnh ngọn rơi xuống là 90 nha. Đó. Còn hoành thân Trịnh đo được ở trên phần cụ đớ của nó là 17. Còn vành đế của nó là 65. Và này một cái cây mai già ghép cúc nha mọi người. Đây có một cái tán rơi này, tán đầu tiên. Còn đây là cái cành huyền của nó đi xuống này không. Đó, cành huyền đi xuống này. Đó. Còn đây là cái ngọn chú, đường đi lên ngọn chú này mọi người. Đó. Các tay cành của nó lọt nó ấm tàn. Cái này nó thuần dáng rồi, chân dáng rồi. Rồi, giá giao lưu Trịnh báo thẳng luôn là giá 5.500.000. Còn mọi người có nhu cầu giao lưu thì liên hệ đến số điện thoại là 0849 02 0790. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video ha. Một cái cây mai thành phẩm rồi, dán trực quyền, cây gốc đớ này, cây cực kỳ đẹp luôn. Rồi, nói chung là Trịnh báo giá giao lưu là nó nhanh gọn và nó rõ ràng nha mọi người. Mọi người có thích thì liên hệ ha. Rồi, xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình.